Mình ở xa xa thấy có nhiều vì là ở gần sát gần này. Thì ở địa điểm đây có vì nó hỏi mình ở đâu không? Ở đây là địa điểm đây là xã Nghĩa Hưng. Đấy. Và nếu mà vì nào đi qua vùng này rồi chắc đã đi thăm núi Lừa chứ đắc ra rồi. Vui vẻ nha mọi người. Đã đi qua cái vùng này rồi nhé. Vì vùng này là qua đây là có con đường vô núi Lửa Chư Đăng Gia. Vâng, thì cái rất tiếc cây này này theo mình là cũng người dân người ta cưa đi ở trên ngọn rồi hay sao, hay là cái gió thổi nó bị ngã cây mình chả hiểu nhá. Thì bây giờ còn có gốc thôi. Đây. Hiện tại thì rất đông mọi người đang ở đây cầu xin, ai muốn lên gặp Chúa cầu xin Chúa những điều tốt đẹp của mọi người cứ lên chợ Chư Bả nha. Vâng, hình ảnh thực tế nhất nha quý vị nha. Hình ảnh thực tế nhất nha. Có một clip đó là mình quay được một góc mặt lại khác nha, hơi nhìn nghiêng. Nhưng mà cái này là nhìn xuống khá đặc biệt. Khá đặc biệt đấy. Mình cứ một lần mình thấy là cái khuôn mặt này nó gần có nét nó khác nhau nhé. Khuôn mặt nhé. Mọi người cứ lên đây rồi tự cảm nhận trong tâm của mình nha mọi người. Rất đông luôn. Cực kỳ đông nhá. Đây là phép lạ mà chú muốn tỏ mình ra cho mọi người biết. Vâng, thì khi mình quay trên này thì cũng có nhiều quý anh chị nó cũng quay và có thể có những lời nói không riêng mình đâu nhé quý vị, thì có gì mong là mình nói sai á, thì mong là quý vị và các bạn thông cảm, là đông mọi người đến đây thông cảm và hiểu cho nhé, do đang là mình quay thực tế thì nó nhiều tiếng lắm. Vâng, thì nếu bạn xa thì có thể cảm nhận qua màn hình của mình cũng được. Bài hồi tối thì có hình